Chào ạ. Trong ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về những cái thủ thuật về tin học. Thì cái thứ nhất, Wi-Fi 6. Wi-Fi 6 nó là một cái chuẩn không dây ở cái thế hệ tiếp theo. Tốc độ của nó thì nhanh hơn và nó cung cấp hiệu suất nó sẽ tốt hơn. Trong cái khu vực mà tắc nghẽn từ từ sân vận động đến từng hộ gia đình. Đấy. Như thế thì nó sẽ cung cấp với cái hiệu suất tốt hơn và trong cái khu vực mà bị tắc nghẽn đấy, đúng không? Cái thứ hai là bạn tận dụng được cái router cũ ấy. Cái router cũ bạn hoàn toàn có thể tận dụng được để tăng sóng wifi, để tạo VPN, VPN ấy. Đấy, tức là mạng riêng ảo đấy, ổ đĩa NAS, 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 đấy, đúng không? Bạn muốn lưu lưu trữ dữ liệu trên một cái thiết bị lưu trữ duy nhất, đúng không? Nếu mà bạn muốn lưu trữ dữ liệu trên một thiết bị duy nhất thì lúc này bạn chỉ cần sử dụng thiết bị NAS để kết nối router cũ và có cổng USB dự phòng. Với cách thiết lập này thì bạn có thể truy cập vào bất kỳ nội dung nào được lưu trong cái ổ cứng mạng hoặc là cái USB kết nối với router. Có bạn hỏi là root thì nó có ảnh hưởng đến phần cứng hay không? Root là ROOT đấy. Đấy. Thì root chỉ là một cái vấn đề mà chúng ta tùy chỉnh phần mềm thôi. Nó không hề can thiệp vào phần cứng. Vì thế nó không nguy hại phần cứng. Đấy. Đó là những cái điều cơ bản. Ba điều tổng hợp lại từ cái thủ thuật tin học trong trong ngày hôm nay. Hẹn gặp lại bạn ở cái buổi buổi tiếp theo.